Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành danh mục các dự án tiềm năng thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, trong đó có 6 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, 3 dự án sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đầu tư vào khu cụm công nghiệp, 3 dự án sản xuất đầu tư ngoài khu cụm công nghiệp, 5 dự án hạ tầng thương mại, 1 dự án đầu tư chợ, 8 dự án trồng và chế biến nông lâm thủy sản, 9 dự án khu du lịch sinh thái, trong đó có một số dự án đang thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch. Việc ban hành danh mục các dự án tiềm năng thu hút đầu tư vào tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương. Để triển khai đề án 06 đạt hiệu quả, công tác cấp thẻ căn cước công dân đã được các địa phương thực hiện nhanh chóng kịp thời cho công dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 98% công dân trong độ tuổi được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Toàn tỉnh thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho 260.549 công dân đủ điều kiện phục vụ các giao dịch của công dân qua sử dụng các dịch vụ và tiện ích số do các bộ ngành đã xác thực và đảm bảo. Nhờ đó mà Hòa Bình là một trên 52 đơn vị trên toàn quốc hoàn thành kết nối chia sẻ giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện việc liên thông 11 trên 25 thủ tục hành chính thiết yếu mức độ 3 và mức độ 4. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia 1.387 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt 73,85% dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công đảm bảo thời hạn theo quy định đạt 85,12%, góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2023, thành phố Hòa Bình phấn đấu số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm trên 4.100 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%. Để đảm bảo thị trường lao động việc làm luôn giữ vững tính ổn định và phát triển, thời gian tới, thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm, đồng thời chú trọng thu hút đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia xuất khẩu lao động góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn huyện Mai Châu có 45 trường công lập, trong đó số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là 24 trường, chiếm 53,33%. Tuy nhiên khó khăn hiện nay của huyện là còn tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, nhất là bộ môn tiếng Anh và tin học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt thấp vì điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Hiện nay toàn huyện còn hơn 90 điểm trường lẻ, trong đó có 23 lớp ghép. Thời gian tới, huyện Mai Châu tập trung quan tâm thực hiện các cơ chế đặc thù dành cho giáo dục vùng khó, đẩy mạnh xã hội hóa, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Cao Phong đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Huyện Cao Phong phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Gia đình bà Bùi Thị Trịnh ở xóm Trang Trên, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong thuộc diện hộ nghèo. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có điều kiện để sửa chữa nên căn nhà hiện nay đã xuống cấp. Một mình bà Trịnh phải làm việc vất vả để nuôi cả gia đình do chồng bị bệnh không có khả năng lao động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà 30 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ ngày công của bà con trong xóm, đến tháng 8 năm 2022, căn nhà rộng hơn 60m² đã hoàn thành với tổng số tiền 200 triệu đồng. Mỗi ngôi nhà được trao không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, mà còn tiếp thêm động lực sự lạc quan để những hộ nghèo phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thế là trước đây hoàn cảnh gia đình khó khăn, được chính quyền địa phương thì giúp đỡ hỗ trợ gia đình nhà mình thì làm được lên cái nhà. Bây giờ từ nay lên là gia đình sẽ cố gắng phát triển kinh tế, vừa giúp cho gia đình vừa giúp cho địa phương ngày càng phát triển lên.
Đến nay, huyện Cao Phong có 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã là Thung Nai đạt 13 trên 19 tiêu chí, Thạch Yên đạt 15 trên 19 tiêu chí. Năm 2023, Cao Phong phấn đấu có thêm một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Thung Nai và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Bắc Phong. Huyện sẽ tập trung khắc phục một số hạn chế về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa sau sáp nhập, vấn đề bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững. Để mong muốn của lãnh đạo xã thì tiếp tục đề nghị các cấp các ngành, đặc biệt là ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục đầu tư hỗ trợ về điện, đường, trường, trạm, đặc biệt là cái hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cho bà con sản xuất nông nghiệp theo quy trình Việt Gáp có cái mức thu nhập ổn định để từng bước đáp ứng được yêu cầu đạt được cái mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hướng dẫn các xã triển khai xây dựng kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới, trong đó 100% khu dân cư xây dựng quy ước hương ước được người dân tham gia hưởng ứng. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh được lồng ghép với phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân có nhiều cải thiện. Trong những cái năm càng về cuối thì là các cái xã về đích là những xã đặc biệt khó khăn thì các cái tiêu chí thì còn nhiều tiêu chí chưa đạt, cho nên là phải ra sức phấn đấu và huy động tất cả các nguồn lực, đặc biệt là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để mà tuyên truyền động vận động nhân dân để tổ chức thực hiện làm sao nó đạt được các tiêu chí. Với việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, hy vọng huyện Cao Phong sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, từ đó tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình hội nhập hiện nay, việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc là điều không dễ dàng. Với tình yêu đam mê về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, nghệ nhân ưu tú Lường Đức Chôm đã dành hơn 30 năm để nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về người nghệ nhân này. Nghệ nhân ưu tú Lường Đức Chôm sinh ra và lớn lên ở xóm Bay, xã Trung Thành, huyện vùng cao Đà Bắc. Ngay từ nhỏ, ông đã có tình yêu và sự đam mê với chữ nôm tày. Nhưng phải đến năm ngoài 20 tuổi, nghệ nhân ưu tú Lường Đức Chôm mới thực sự biết đọc và viết thành thạo thứ ngôn ngữ đặc trưng của dân tộc mình. Là người Tày, ông Chôm hiểu được những giá trị cốt lõi truyền thống trong văn hóa chữ viết của dân tộc mình. Chữ nôm Tày thường được sử dụng trong đám cưới, đám tang, lễ đặt tên, đám chay của dân tộc. Ông luôn tự ý thức được việc học chữ nôm Tày là rất cần thiết. Vì vậy, bằng tất cả tình yêu, sự đam mê với môn chữ này, ông đang từng ngày từng giờ lưu giữ lại thứ chữ viết đặc trưng của dân tộc. Thì tôi cũng có thời gian đi nghiên cứu, rồi thì là truyền dạy lại những các cái tập quán, những cái nét văn hóa tốt đẹp của mình. Thậm chí không phải trong xã mà tôi đi cả các cái xã trong huyện có đông dân tộc Tày sinh sống để vận động, để mà khơi dậy những cái đam mê của người ta, những cái tinh hoa của người Tày để họ gìn giữ, họ phát huy. Và cho đến bây giờ thì cũng ở các xã cũng có rất nhiều nghệ nhân biết hát, biết tìm lại những cái cội nguồn của mình. Để truyền dạy chữ nôm Tày cho đồng bào dân tộc mình, ông Chôm thường tổ chức các lớp học vào buổi tối, tranh thủ thời gian sau một ngày lên nương rẫy. Lớp học của ông có nhiều thế hệ với nhiều lứa tuổi khác nhau, song ở họ luôn có một tình yêu, sự đam mê hào hứng khi được nghe ông Chôm truyền dạy cho thứ chữ viết của dân tộc mình. Hiện nay, tỷ lệ người Tày ở xóm Bay, xã Trung Thành biết tiếng nôm Tày khoảng 98%, tỷ lệ người biết đọc, biết viết thành thạo từ tiếng trên chỉ khoảng 10%. Vì vậy, việc truyền dạy chữ Tày là rất cần thiết, qua đó giúp họ hiểu được những giá trị truyền thống tốt đẹp trong văn hóa chữ viết của dân tộc Tày. Chúng tôi là người Tày gốc ở đây, nhưng mà từ khi sinh ra thì chúng tôi cũng chỉ được biết nói tiếng Tày, chứ còn chữ Tày thì chúng tôi cũng không biết. Nên là bây giờ được bác Chôm này, bác dạy bảo chúng tôi để lưu giữ và bảo tồn cái chữ Tày,
để chúng tôi biết thêm về cội nguồn của mình và cũng biết được cái văn hóa của mình, là có cả chữ viết nữa, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn bác. Ông Lương Đức Chôm là một nghệ nhân ưu tú tiêu biểu của xã, thì cũng chỉ duy nhất có một đồng chí đấy ở trên địa phương. Chính vì như thế thì cũng mong là trong thời gian tới thì chính quyền địa phương cũng sẽ quan tâm để ông ấy tiếp tục trao dồi những cái kiến thức đã sẵn có cho các thế hệ con cháu của địa phương, cũng như là không mai muộn đi những cái bản sắc của dân tộc. Năm 2019, ông Lường Đức Chôm được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đó là phần thưởng cao quý đã giúp ông có thêm động lực lưu giữ những nét truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Huyện Cao Phong phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về đích nông thôn mới. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ.